tô xoài. I have a collagen. Xoài collagen, collagen xoài. Tưng 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 tưng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hannah Giang Anh. Ngày hôm nay là một video về chuỗi series Eat Clean. Đấy là chuỗi series mà Hannah rất là tâm đắc. Hannah là một người theo trào lưu Eat Clean. Và Eat Clean thì nó không phải là một chế độ ăn, mà nó là một phong cách ăn uống. Nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và quan trọng là làm cho da dẻ của mình đẹp hơn nữa. Nếu như là các bạn nạp những cái chất không tốt vào cơ thể ấy, ví dụ như ăn nhiều đường này, hoặc là ăn quá nhiều tinh bột, hoặc là uống quá nhiều sữa bò chẳng hạn, là các bạn sẽ bị lên mụn. Mà có một cái cách ăn, đấy là ăn Eat Clean, nó sẽ làm cho da của chúng ta mịn và đẹp hơn. Nhận được này, trộm vía da Hannah, phải nói là trộm vía tỷ lần là da Hannah rất là ok. Ngày hôm qua thì Hannah đã mua được cái này. Đây, collagen gold của Mernac. Sorry, mặt trước của nó đây. Đây là loại collagen đến từ Nhật Bản. Và bởi vì Mernac là một trong những hãng rất là uy tín, nên khi mà chọn mua collagen thì Hannah đã chọn của Mernac, chứ không phải là những cái trôi nổi khác trên thị trường. Nói chung đơn thuần tại vì cái công ty này kiểu nó lâu đời rồi, nên là Hannah tin tưởng nó. Thế thôi, và hơn nữa là nó sản xuất từ Nhật Bản, mà Hannah thì chắc ai cũng biết là tín đồ của những thứ liên quan đến Nhật Bản, tín đồ của phong cách Nhật Bản thì đúng hơn. Thì mình nghĩ là cái collagen này nó sẽ cực kỳ hợp với mùi xoài và cam. Bởi vì là vốn là vị collagen là nó đã hơi chua chua, thơm thơm, như kiểu mùi jelly, mùi thạch ấy, kiểu đấy. Đấy, nên là hôm nay mình sẽ quyết định là làm món nước sinh tố xoài, cam, collagen. Và một món rất hợp để ăn trong đợt Tết này, đấy chính là xoài sấy dẻo collagen. Nghe khủng không? Thử. Đầu tiên thì mình sẽ làm sinh tố trước nhá. Và xin nhắc lại một điều, đấy là mình chưa làm cái này bao giờ đâu. Hôm nay là mình thử nghiệm lần đầu tiên đấy. Hôm qua mình mua collagen về xong mình mới nghĩ ra cái trò dở hơi dở hớp này. Thế là mình mới thử. Mình rất là hồi hộp. Đây là cái máy xay cầm tay, máy ép chậm cầm tay của Tupperware. Và mình được Tupperware tặng đấy. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình dùng nó. Và thấy bảo là máy này dùng rất là thích. Thì nó có cái phần này là để vắt cam luôn. Thế là mình sẽ vắt cam. Wow. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đổ tất cả vào máy xay sinh tố và xay lên là xong. Và mình sẽ cho cả hạt chia nữa, bởi vì mình rất là thích có thêm chất xơ và omega 3 từ hạt chia. Bởi vì đây là xoài chín ấy, nên là chúng mình sẽ không phải cho thêm đường, và nó đã sử dụng độ ngọt tự nhiên sẵn từ xoài chín rồi. Nên là khi mà mua xoài thì các bạn nhớ là phải mua xoài chín để làm cả hai món này nhé. Cho cả collagen. Bây giờ mình phải thử một phát, tại vì nhà mình đang không có ống hút nên là mình phải dùng tạm thìa. Ngon vãi chưởng luôn ấy. Ba cái vị này nó quyện vào nhau hợp, đúng kiểu collagen rất là hợp vị cam với cả xoài ấy. Mình thấy hợp xoài. Bây giờ chuyển sang món tiếp theo thật nhanh nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cái món xoài sấy dẻo này. Đây là lần đầu tiên mình làm nên là không biết là ăn nó sẽ như thế nào. Mình hy vọng là nó sẽ ngon. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng đường nâu. Đường nâu nha. Rồi mình rắc nhẹ lên trên này. Rồi sau đó thì mình sẽ rắc thêm bột vani. Mình sẽ trộn đều hết tất cả lên.
Bởi vì collagen ấy không nên là sử dụng ở nhiệt độ quá 70 độ vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe, nên là mình sẽ không cho collagen vào xoài ngay bây giờ mà sẽ để ở khâu cuối cùng. Chỉ cho hai cái này thôi. Sau đó thì các bạn sẽ để nó trong khoảng tầm 2 tiếng thì nó ngấm ngấm thơm thơm ấy. Vậy là kết thúc hai món thật là vàng tươi. Hai món ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ rất rất là bổ dưỡng. Khi mà các bạn đói, các bạn mà muốn đồ ăn vặt thì hãy làm những cái thứ như thế này để ăn vặt, chứ đừng ra ngoài đường mà mò ăn vặt lung tung nhé. Vậy là đã kết thúc video này rồi. Không hiểu sao ở video này Na lại trùng hợp là mặc một con áo rất là kiểu màu xoài cam như thế này nữa. Nên là Hana nghĩ là trông nó sẽ rất là nhiệt đới đúng không? Hana thì rất là hay sử dụng collagen Go của Mernat và nó là một trong những loại collagen mà hiện tại Hana hay sử dụng nhất. Các bạn biết không tại sao mình cần phải sử dụng collagen? Bởi vì chị em phụ nữ chúng mình ấy đến cái độ tuổi bắt đầu lão hóa là chúng ta sẽ bị mất đi collagen, và đó chính là lý do mà các bạn sẽ nhận thấy những dấu hiệu lão hóa dần dần hình thành ở trên cơ thể của mình. Nên là mọi người hãy bổ sung nó từ bên ngoài bằng qua những cái thực phẩm chức năng như thế này. Nó sẽ không chỉ giúp chúng ta đẹp hơn từ bên ngoài mà còn giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn từ bên trong nữa, bởi vì phụ nữ rất là cần collagen trong cơ thể của mình. Hana hy vọng rằng là với video ngày hôm nay thì mọi người sẽ có thêm hai công thức làm đồ ăn vặt eat clean. Mọi người thấy đấy, ăn eat clean thì có rất là nhiều món ngon đúng không? Từ ngày mà bắt đầu cái chuỗi series eat clean này thì Hana thấy là có rất nhiều bạn đã làm thử theo những công thức của Hana rồi, và mọi người thấy rằng là hóa ra ăn eat clean nó cũng ngon đấy chứ, nó đâu có phải là chế độ ăn gì khắc nghiệt đâu. Nên là nếu mọi người mà làm thành công thì hãy up lên trên Facebook hoặc là Instagram rồi hashtag Hana eat clean để cho mình cùng xem và like ủng hộ tinh thần mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, và đừng quên bấm nút subscribe cũng như là bấm nút quả chuông để nhận được thông báo khi Hana up video mới hàng tuần. Cảm ơn mọi người. Bye.